bòn bòn. Suka yêu quý, hôm nay bòn bòn vừa xem một bộ phim hoạt hình hay lắm nhé. Bộ phim có tên là Thế giới thú cưng vui nhộn. Nội dung kế tiếp là các loài thú sống trong rừng. Trong đó có thỏ, chồn nè, ếch nè, hươu nè, sư tử và nhím nữa chứ. Các bạn ấy sống rất hòa thuận và yêu thương nhau, luôn cùng nhau vượt qua khó khăn. Ví dụ như không có thức ăn nè, hay là những con vật trong nhóm bị thương thì những con khác sẽ biết xử lý ra sao nè. Thật là một bộ phim hoạt hình đầy ý nghĩa phải không Suka? Rồi, cho tới một hôm, mạn nhím không hiểu sao lại bị rụng lông. Những sợi lông nhím vô cùng nhỏ và rụng ra khiến các động vật khác bị đâm, nên ai ai trong rừng cũng đều bị thương cả. Các bạn đều trách móc nhím, nhím buồn lắm. Không hiểu có phải mình mắc bệnh gì hay không. Rồi nghĩ vì mình các bạn lại bị thương, nên nhím quyết định rời bỏ khu rừng mà không để ai bị thương vì những cái gai nhỏ của nhím nữa. Tụi mình sẽ sớm gặp nhau.